ăn ngon mình đi ngủ nhưng lại thấy cái mờ mờ hình ảnh, nó mờ mờ hình ảnh đúng không, để cho nó rõ được chưa, rõ Chưa 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 không? Ừ. Ngày xưa bố bé bố hay hay ngủ với cả bà nội ấy. Bà nội bây giờ xu gọi là cụ ấy. Với cả ngủ với ông, mùa mùa đông ấy, là hay ngủ với ông. Ngày xưa nghèo lắm, không có chăn mà nó rét quá là phải mình giải cái rơm ấy, xuống biết là cái rơm không, cái rơm người ta gặt gặt thóc như thế, giải xuống đấy xong rồi đặt cái chiếu lên để cho nó ấm, thế là ngủ, thế là đêm ngủ nó không lạnh. Thế mùa đông là rất hay ngủ với ông nội, còn đâu những cái buổi mùa hè hay ngủ với bà nội. Ngày xưa bà nội còn bé, bà nội còn cho sờ ti mà. Thế trước khi đi ngủ là hay bà hay nói là ví dụ nằm ở trong như xu nhá, thì bà là nằm trong là ăn non mấy giày, nằm nằm ở giữa như bố là nằm giữa là ăn nửa mâm xôi, là ăn đôi con gà, ăn ba con lợn đấy. Nếu nằm ở ngoài ấy, thì bảo là nằm ngoài là ăn khoai chấm mật, ăn mứt chấm tương, ăn đường chấm muối, ăn chuối chấm hạt tiêu, ăn liêu cứt gà. Thích gà, Ừ. thích gà. Trước khi đi ngủ là cứ phải nói chuyện lúc cũng vậy. Bây giờ su bé su ngủ bố, su lớn thì su ngủ bố, lớn thì thôi nhỉ, Đó. rồi xong rồi lớn thì thôi chứ ngủ gì, Đó. thì ngủ lúc bé thôi. Ngày xưa anh Sáu anh cũng hay ngủ bố mà Không, không bao giờ. hả, Không bao giờ. không bao giờ ngủ bố Có. có. Tôi nghĩ là bây giờ bé thì hai con ngủ cho số lớn thì tôi tự ngủ mình thôi chứ đúng không, đúng không? Có thể trước khi đi ngủ mình nói chuyện qua qua thôi nhé, mỗi hôm đi ngủ mình nói chuyện một tí nhé, ok được không Su? Về đi ngủ nhưng muộn rồi nhá, mai con còn đi học nhé. Đấy, con phải ngủ được nhiều nhiều thời gian thì đi học nó mới không buồn ngủ, nó không mệt, nó không mệt thì học nó mới tỉnh táo, nó mới vào đầu nhé. Chứ nếu mà ít ngủ đến thì ngáp ngáp không ngáp thì không ngủ được là chán lắm nhé, vô được mắng là khác nha. Rồi bye bye nha, bye bye. Ma, tao là ma đây. Bye bye.